Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, ta nói thật với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, anh chị em, trong Kinh Thánh thỉnh thoảng chúng ta nghe thì Chúa Giêsu dạy có những điều giống như là một cái nghịch lý. Ví dụ như Chúa dạy ai cứu mạng sống mình thì mất, mà ai liều mất thì lại được. Hoặc ai muốn làm lớn thì phải phục vụ anh em, ai muốn làm đầu thì lại trở nên đầy tớ. Kẻ hoặc là kẻ sau hết thì lại được trở nên trước hết, và kẻ trước hết thì lại trở nên sau hết. Và trong bài tin mừng hôm nay, khi nghe chúng ta cũng thấy có hai cái nghịch lý mà chúng ta nghe giống như là nghịch lý. Thứ nhất là hạt lúa mì phải thối để được thành công. Và thứ hai, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, mà ai ghét mạng sống mình thì lại được sự sống đời đời. Chúng ta nghe như một cái nghịch lý, nhưng để giải thích cái nghịch lý này thì cách Chúa Giêsu sinh, trước Chúa Giêsu sinh ra gần 800 năm, tiên tri Isaiah đã nói. Nghịch lý này chúng ta cảm thấy nghịch lý vì tư tưởng của Thiên Chúa không giống như tư tưởng của chúng ta, và đường lối của Thiên Chúa cũng không giống đường lối của chúng ta, cho nên chúng ta mới thấy cái nghịch lý đó. Vậy thì tư tưởng của Thiên Chúa là gì, và đường lối của Thiên Chúa ra sao? Thường chúng ta có thể kết luận một cách gọn gàng dễ hiểu. Tư tưởng của Thiên Chúa và đường lối của Ngài chính là sống và chết cho tình yêu. Hay nói đúng hơn là chấp nhận sống và chết cho người khác. Vậy thì ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8, Giáo hội kính nhớ Thánh Lorenzo Phó Tế Tử Đạo. Mà qua tiểu sử của Thánh Lorenzo, chúng ta nhận ra nơi Ngài có hai điểm đặc biệt. Thứ nhất là Ngài chấp nhận chết để trở thành hạt lúa mì sinh ra được nhiều bông hạt. Và cái thứ hai là trong cuộc sống của Ngài là Ngài sống đặc biệt cho người nghèo, và tất cả những gì Ngài sống là cho người khác. Vậy thì chúng ta nghe thì giống như là một cái nghịch lý, nhưng đối với Thánh Lorenzo thì không có nghịch lý, mà đó là một chân lý. Vì Thánh Lorenzo, Ngài dám sống và chết cho người khác. Vậy thì chính Thánh Lorenzo hôm nay, Ngài đã chấp nhận trở thành hạt lúa mì rơi xuống đất, và chấp nhận thối đi để sinh nhiều bông hạt, và chấp nhận ghét sự sống đời này để được sự sống đời sau muôn đời. Vậy hạt giống đầu tiên, Thánh Lorenzo hôm nay Ngài đang giống và Ngài đang sống tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa. Ngài sống giống như hạt giống đầu tiên, một hạt giống gương mẫu, một hạt giống trên tất cả các hạt giống, một hạt giống duy nhất. Hạt giống đó mang tên Đức Kitô. Cho nên Đức Kitô chính là hạt giống
vì người vốn chỉ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ và trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Đúng là không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hy sinh vì bạn hữu của mình. Và rồi từ hạt giống Đức Kitô chết nhận mục nát cho nhân loại đã sinh ra biết bao nhiêu hạt giống khác. Có những hạt giống chấp nhận mục nát cho giáo hội, giống như Thánh Phó Tế Lorenzo hôm nay. Có những hạt giống chấp nhận mục nát cho người anh em cùng gần nhau, như Thánh Linh Mục Maximilia Colbe. Và có những hạt giống dám chấp nhận chết cho đức tin, giống như các thánh tử đạo Việt Nam. Và rồi có những hạt giống mới đây, ngày 22 tháng 7 vừa rồi, gần 500 tu sĩ tình nguyện đi đến các bệnh viện dã chiến, đi đến các bệnh viện có những người bị mắc bệnh COVID-19 để giúp đỡ cho họ. Đó là những hạt giống chấp nhận chết cho những người xung quanh, chết cho những người bệnh tật. Đó là những hạt giống chấp nhận chết để được sinh nhiều bông hạt. Vậy thì qua ngày lễ của Thánh Lorenzo và qua bài tin mừng về hạt giống mục nát hôm nay, để cho chúng con những cái bài học. Bài học đầu tiên là chúng con cũng phải biết chấp nhận mục nát để sinh nhiều bông hạt. Đó là chúng con biết chấp nhận mục nát cho giáo hội. Chính khi chúng con mục nát, chúng con mới sinh được nhiều bông hạt cho giáo hội. Và để cho giáo hội được trổ sinh nhiều hoa trái, phải chúng con cần phải tự hủy đi con người của mình. Chúng con cần phải sống như Thánh Lorenzo hôm nay. Và có những hạt giống chúng con cần phải trở thành hạt giống mục nát cho những người khác, dám chấp nhận dấn thân, dám chấp nhận tự hiến, cho dù nơi đó có thể mình gọi là một cái vùng đất nguy hiểm, như trong những lúc bệnh dịch hôm nay. Như hơn gần 500 tu sĩ công giáo đã chấp nhận dấn thân đi vào nơi bệnh dịch. Đó là những hạt giống chấp nhận tự hiến theo gương của Đức Kitô Thầy Chí Thánh. Chấp nhận trở nên hạt giống mục nát đi vào nơi mà mình có thể chết đi để sinh ra nhiều bông hạt khác. Đó là những hạt giống dám mục nát để cho anh em được sống, hạt giống mục nát để cho anh em được hạnh phúc, và hạt giống dám bỏ mình, dám quên thân để cho người khác được sống. Có khác gì một tự hiến quên mình để cho người khác được lớn lên. Và mỗi người chúng ta phải dám trở thành hạt giống mục nát cho bản thân. Bản thân cần phải bỏ đi, cần phải chết đi những cái hạt giống không cần thiết cho đời sống thiêng liêng, những cái hạt giống làm cho con sa ngã, những cái hạt giống cản trở con đường thiêng liêng và con đường con nên thánh. Vậy mỗi người mình phải là hạt giống cho giáo hội, mỗi người mình phải là hạt giống mục nát cho anh em, và phải là hạt giống mục nát cho bản thân trước tiên. Vì như lời Đức Tôn Tự nói, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chúng con phải trở nên hạt giống mục nát cho bản thân thì chúng con mới trở nên hạt giống mục nát cho gia đình mình được. Và tiếp theo chúng con mới trở nên hạt giống mục nát cho những người khác rộng lớn hơn. Vậy thì cuối cùng tôi xin mượn lời Kinh Hòa Bình để chúng ta sống tâm tình của hạt giống mục nát. Đó là vì khi chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Amen.